con sẽ tiếp quản cái vườn chuối. Trời ơi Vĩnh ơi, ngày xưa tía má đã bỏ công bỏ sức mới gây dựng được cái cơ ngơi này. Trời ơi con nói vậy tía nghe tía mừng dễ sợ luôn con ơi. Trời ơi con nói thiệt hả con? Tía, đã tới lúc tía phải nghỉ ngơi rồi tía. Vậy hả? Ủa, gió nhẹ thôi mà cái bằng nó gục xuống là sao vậy? Bà ơi, đó, bà nghe chưa? Thằng Vĩnh con mình á, bây giờ á, nó tiếp nối cái sự nghiệp của vợ chồng mình đã gầy dựng đó bà. Bây giờ Vĩnh, con nói với má mấy lời đi. Má ơi, con sẽ làm ăn đàng hoàng. Con sẽ đưa chuối của nhà mình vươn xa tới thị trường quốc tế. Trời ơi, có vậy luôn hả? Đó, bà thấy chưa? Như vậy là từ giờ tôi sẽ thay tía tôi cai quản cái vườn chuối này. Cho nên mọi người phải nghe lời của tôi. Dạ. Dạ. Dạ tán, dạ tán, dạ tán. Thôi, thôi. Dạ. Ủa? Ai mặc đồ màu mèo qua lấy hẹn vô vườn mình kìa cậu. Đó đó cậu. Ủa? Dạ trời sao ơi, cậu? Chạy, chạy, chạy. Dạ, 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 dạ. Hey, hàng mày kiếm gì vậy? Tụi bay kiếm gì? Hai thằng bay kiếm cái gì? Mày la lớn lên như vậy, nó trốn rồi sao? Sao mày la lớn dữ vậy? Mày mới la lớn á. Mày hai, mới la lớn nha. Ê, mày la lớn, mày la lớn nha. Mày ký đầu mày giờ. Ê, 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 tao đại ca nha. Tao đại ca nha. Ký đầu em. Ký đầu em. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn như thoa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng hương.